cung được số được mệnh hai cái đôi này hai cái người này đến với nhau thì sẽ được về lộc tiền bạc nhưng sẽ bị triệt về cung con cung con này là bởi vì sao bởi vì cái bên gia đình nhà chồng em ý bên gia đình nhà chồng em có các cái oan gia trái chủ do các cụ nhà chồng em gây tội với họ giết hại họ và họ đi theo họ oán họ oán đời nhà chồng em nên từ đời ông cụ cố nhà mình là còn vẻ vang một tí đến đời của ông ông nội chồng là không còn vẻ vang nữa nên là gia đình nhà chồng em về phần âm và phần phúc phần là rất là kém cực kỳ kém phúc cho nên em với người này đến với nhau thì được được về lọc tiền bạc là lấy nhau về thì làm ăn được thuận thuận về công việc tiền bạc nhưng chắc chắn sẽ không thuận về đường con cái nhá minh phạm nhá chị